Đây rồi. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Cái bàn này là cái góc đẹp nhất của cái quán để em tiện mở ra. Hoành tráng đấy, rất là hoành tráng. Cái gì mà bí mật thế này anh, sao 3-4 lớp thế này? Nó chỉ có 30 hộp trên thị trường thôi và nó không dùng cho mục đích thương mại, tức là không bán. Em đang định hỏi anh là về cái này bao tiền. Thôi. Cho nên là thôi, cái này vô giá để cho em hiểu là cái món quà này dành tặng cho Hoàng Đức là một món quà rất là có giá trị tâm huyết. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Quả thực là cái thời điểm này đang là một thời điểm cực kỳ là khó khăn. Chắc là chỉ một vài hôm nữa thôi là Hà Nội sẽ lockdown hoàn toàn và Nhà To sẽ không thể tiếp tục đi quay clip về những cái căn biệt thự lớn hay những thú chơi xa xỉ gửi đến cho mọi người. Thế nên là Hoàng Đức và ekip đang cố tranh thủ hết tất cả những cái khoảng thời gian còn lại của chúng tôi có để gửi đến cho các bạn những cái chương trình thật là hấp dẫn. Và ngày hôm nay thì nhân tiện là tôi có một cái hẹn để qua với anh bạn ở đây. Thì anh ấy cứ ấp ấp mở mở là có cái quà gì đấy tặng cho tôi. Mà tôi không thích ấp mở lắm nên là thôi tôi phi thẳng qua đây luôn. Thì giới thiệu với các bạn là cũng tiện một công để review cho các bạn một cái địa điểm ở 18 Hàng Bài. Thế thì hôm nay Hoàng Đức hướng dẫn quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thử xem là cái món quà có cái gì đặc biệt để review cho quý vị khán giả Nhà To không nhá. Trước khi theo dõi thì quý vị và các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe cho kênh YouTube Nhà To. Xin mời. Trời ơi anh mình. Anh ngồi buồn này anh. Chào Đức. Ôi giời ơi. Dịch quá cho nên là si đâu có hoạt động đâu. Thì đấy thì em vẫn biết thế, mình muốn qua thăm anh xem thế nào. Lâu lắm rồi, lần đầu tiên mới qua si và thấy không khí nó yên tĩnh như thế này. Thôi thì muốn không khí sôi động thì hết dịch anh em mình sẽ làm party lớn. Đầu tiên là giới thiệu với quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh tôi đây là anh Khang. Thì tôi cũng không biết anh Khang là gì ở Si, tôi cứ biết chỉ biết là mỗi lần qua Si mà có anh Khang là không phải trả tiền. Ok, mình tên là Trọng Khang, mình là CEO của công ty Zai Media Hà Nội. Thì Zai Media là công ty sở hữu chuỗi F&B khá nổi tiếng ở Hà Nội, trong đó có Si. Và ngoài Si ra thì sẽ có thêm The Church Coffee, Don Lao và sắp tới sẽ là một mô hình cho giới trẻ là Moa. Toàn là những cái mô hình mà giới trẻ rất là yêu thích. Giới trẻ Hà Nội rất là yêu thích. Rồi, ngồi đi em. Ok, rồi, cảm ơn anh. Thực ra là Si là một cái địa điểm rất là quen thuộc của em hay là của giới trẻ của Hà Nội, nhưng mà có thể nhiều quý vị khán giả của Nhà To cũng chưa biết. Hôm nay thì nhờ anh Khang giới thiệu qua một chút về Si trước đi được không? Ok. Thì địa chỉ của Si là ở 18 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thì cái đoạn của Si nó sẽ đối diện bên Si sẽ là Tràng Tiền Plaza, một cái địa điểm là gọi như là cái iconic của Hà Nội. Thì Si được thành lập từ năm 2018, thiết kế toàn bộ là được anh Trung, owner đồng thời là founder của Zai Media, là người lên ý tưởng. Anh Trung em gạ mãi lên Nhà To mà chưa chịu lên đấy. một người rất là hay ho, và có lẽ là sẽ có một dịp nào đấy mà sẽ phải mời bằng được anh Trung lên Nhà To chia sẻ. Đến Si là rất nhiều lần là ấn tượng bởi vì cái phần thiết kế của cái quầy bar phía sau này của anh. Cái quầy bar này của Si nó có một cái điểm rất là đặc biệt. Thì ban ngày mọi người nhìn ở đây là nó sẽ là một cái khu trưng bày rượu rất là to, rất là cao và hoành tráng. Nhưng mà khi sau 21 giờ, khi mà chính cái chuyển thành lounge nhạc lên, nhạc lên ấy, thì ở đây nó sẽ là một cái màn hình mapping. Đấy thì nhờ anh thể hiện sâu luôn cho quý vị khán giả Nhà To xem đi, cho nó dễ hình dung. Rồi, ok. Thì buổi tối sau 21 giờ, tất cả ánh sáng ở đây được thiết kế bằng cách là chúng ta sẽ ambient nó xuống, giảm ánh sáng xuống để chuyển nó thành một cái không gian lounge bar. Thì mình sẽ có chơi ánh sáng, chơi visual nó sẽ phù hợp hơn. Đây. Toàn bộ điều chỉnh bằng điều khiển hết. Toàn bộ cái đèn này sẽ tắt hết chứ đúng không? Đúng rồi. Đấy. Đây. Hệ thống mà tôi rất là ấn tượng là Si đây. Thôi em nghĩ là thôi mình quay trở lại bình thường đi, không như này cứ tưởng là đến Halloween. Đây là thể hiện cho quý vị khán giả một chút thôi. Còn ai mà muốn trực tiếp cảm nhận và tận hưởng cái không gian này thì chắc là đợi hết giãn cách, Si Lounge mở lại thì mời quý vị có thể
trực tiếp đến để cảm nhận, và vì những hình ảnh này thì phải đi kèm với cả âm nhạc nữa thì đúng nó rồi. Mới lúc đấy nó mới có cảm xúc được. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thôi, quay trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay là cái lý do mà em đến đây. Tại vì anh cứ úp úp mở mở về cái việc là anh có cái gì đấy nó hay ho thú vị lắm. Đấy thì em cũng phải đến tận nơi cho bằng được để làm sao chiêm ngưỡng được nó nhanh nhất. Thì đây là một sản phẩm của Si. Anh mang ra đây anh phải có một cái challenge, một cái thử thách cho em phải đoán cho anh nó là cái gì. Nhưng mà sao tự nhiên lại có vụ tặng quà này anh? Có. Thì anh quý em anh tặng thôi chứ anh cũng không biết gì nữa. Cứ được nhiều người quý là lại có nhiều quả này, ai cũng thích. Đây là cái packaging của nó. Chà. Bây giờ Đức phải đoán đi. Em phải cái món quà này nó sẽ phù hợp với một cái thời gian đặc biệt trong năm. Thời gian đặc biệt trong năm chắc là Si thì chắc là lại tặng rượu, vì qua đây là suốt ngày là uống rượu ấy mà. Thì đúng 50%, đúng 50% rồi đó. Đúng 50% có nghĩa là có rượu. Có rượu. Còn 50% nữa, em muốn đoán hay em đập hộp? Thôi nhờ quý vị và các bạn khán giả của Nhà To đoán đi. Bạn hãy thử comment xem là ở trong này thì ngoài rượu thì sẽ có những cái gì nữa. Đấy, tôi đoán là rượu thì thường hay đi với thịt, nhưng mà chả nhẽ Si lại tặng rượu thịt thì nghe nó không hợp lý lắm. Thế nên là tôi nhờ quý vị đoán, còn bây giờ thì cho em thử đập hộp đi, xem là ở trong này thì nó có cái gì. Okay. Vì hôm nay là muốn bóc tem, tranh thủ bóc tem để giới thiệu cho quý vị khán giả Nhà To luôn. Thôi bây giờ mình sẽ chỉ qua cái bàn thấp hơn đi, để anh em có thể ngồi mở ngoài cho nó. Cái này nó phải hơi cao. Ok. Cái bàn này là cái góc đẹp nhất của cái quán, để em tiện em mở ra. Em mở bên này cho anh. Rồi. Hoành tráng đấy, rất là hoành tráng. Hồi hộp quá các bạn ạ. Thôi em xin phép là bóc tem luôn nhá. Ok. Đây nặng quá. Để em cất cái túi này đi luôn. Ôi. Gì mà bí mật thế này anh, sau 3-4 lớp thế này. Đấy, không biết là các bạn đã đoán ra được là ở trong này là cái gì chưa? Đây, 50% chính xác của Hoàng Đức. Đây rồi. Trong này là có chai John Walker & Son này. XA21. Đấy, có cả biểu tượng rồng phượng, còn lại thì ở trong thì là cái gì nữa thì vẫn chưa đoán ra. Nói chung là em phải mở từng lớp một. Bình thường là toàn bóc thêm du thuyền để đập hộp gửi cho các bạn. Hôm nay lại được bóc thêm một cái hộp gì đây, hộp quà. Đấy, tôi bên sẽ ngoài được bọc bằng lụa sa tanh. Tôi sẽ mở cái lớp lụa này ra cho quý vị và các bạn xem nhé. Lớp lụa bên ngoài này. Thực ra món quà này là anh cũng muốn là hôm nay cho Hoàng Đức mở thử để anh test coi cái cảm nhận của khách hàng của Si, là khách hàng của XA21 sẽ có cảm nhận như thế nào khi mà nhận được cái hộp quà này. Đây rồi. Ui. Đây. Ui. Đây là mặt, cái hướng này là mặt sau nha. Bây giờ phải Hoàng Đức phải quay đây. Mặt trước nó mới có cái điều đặc biệt. Đây. Đây. Đây, thế chắc em lại nâng lên nhờ anh. Rồi, ok. Bỏ bớt cái lụa ở dưới cho đẹp nha. Ui giời. Đẹp quá. Ui. Không biết là anh yêu quý tặng tôi cái gì đây. Theo các bạn đã đoán ra thì đây là cái gì chưa ạ? Em nhìn thấy tên em ở đây rồi. Đây. Mr. Hoàng Đức đây. Đấy, có nghĩa là cái hộp này là riêng hả anh? Làm riêng để tặng cho em à? Đúng rồi. Thì sắp tới cũng không còn lâu nữa, chúng ta sẽ đón một cái dịp gọi là dịp Trung Thu. Trung Thu. Rồi. Đấy. Rồi. Thì 50% còn lại trong cái hộp này nó là cái bánh thế Trung Thu. Thế thì là bánh Trung Thu. Đúng rồi. Nhưng mà lần đầu tiên mà em thấy là bánh Trung Thu lại kết hợp được với rượu. Nói chung là một chút nữa khi mà sau khi mà Hoàng Đức khám phá được cái câu chuyện của nó thì em sẽ biết tại sao có cái sự kết hợp giữa XA21 và bánh Trung Thu Si Mooncake. Hay quá. Nhưng mà trước khi mà bóc hộp cái hộp này thì
cho phân em tích xem tí. Qua một tí đi để okay. Em quay nha, coi bên ngoài trước nha. Coi bên ngoài trước đi. Chưa cho phép vô bên đúng trong. Đúng rồi, coi bên ngoài trước đi các bạn ơi. Cái vật liệu ở đây là anh làm bằng sơn này là lớp sơn sơn mài anh. Đúng rồi, là nó sơn bóng mài. Bóng loáng nhỉ. Và có những cái phần ở đây chạm trổ nó nhìn giống như kiểu là dát vàng, không biết có phải không? Mạ vàng. Mạ vàng. Nhũ vàng. Mạ nhũ vàng. Em thấy cái hoa văn ở cái phần mặt này ấy, nó giống như kiểu là ở trong các cái cung đình Huế kiểu của vua chúa ngày xưa. Đúng đúng đấy, đúng. Đấy, rồng phượng. Còn bên này thì có logo của C này. Logo của XA21 John Walker and Son này. Một cái ấn tượng nữa là ở cái phần ở trên này thì có một cái tay cầm rất là tiện lợi và có thể là có thể giống như kiểu một cái món đồ trang sức có thể tạo dáng cùng để chụp ảnh luôn được đấy. Thì anh cũng thêm một số thông tin thì C có một cái sản phẩm hàng năm vào dịp Trung thu thì tụi anh có phát triển một cái dòng bánh Trung thu mang tên là C Mooncake. Thì cứ mỗi năm bên đội ngũ sáng tạo của bên anh sẽ kết hợp với anh Trung để cùng brainstorm được ra một cái câu chuyện văn hóa gì đó liên quan tới Việt Nam, dân gian cổ truyền Việt Nam từ xa xưa. Thì riêng cái 2 năm trước thì tụi anh cũng đã tìm được cái chất liệu cũng dân gian Việt Nam rất là sâu sắc. Riêng năm nay thì tụi anh tìm tới được cái nghệ thuật này gọi là nó bị thất truyền từ thế kỷ thứ 18. Đó là nghệ thuật chạm trổ điêu khắc Pháp Lam, Huế. À, thế là những cái mà nhìn nhận của em ban đầu về các cái hoa văn này là đúng chuẩn. Là của cung đình ngày xưa ấy đúng không? Đúng rồi. Thì cái đội ngũ creative của bạn họa sĩ đã nghiên cứu rất là kỹ cái sản phẩm, những cái điêu khắc của Pháp Lam trong triều đình Huế, trong những cái chạm trổ ngày xưa của vua chúa trong cung điện đại nội. Thì từ đó các bạn họa sĩ đã phát thảo lên từng cái chi tiết nhỏ nhất trên cái cung điện, từ cái hoa văn, cái ô cửa đấy, những cái chạm trổ ngày xưa. Nếu mà Pháp Lam Huế thì như em biết là từ những cái thời triều đình nhà Nguyễn đúng không anh? Rồi, từ đầu những năm 1800 đến khoảng tầm 1945 ấy. Đúng rồi. Theo câu chuyện truyền thuyết trước đây ấy, nghiên cứu thì nó du nhập một tí của từ Nhật và Trung Quốc. À, có nghĩa là nó còn có cả văn hóa của Nhật và Trung Quốc ở trong này nữa. Thế cho em hỏi một tí là thế thì em thấy ở đây nhá, có khắc cả tên riêng này, rồi là cái món quà rất là cảm giác lúc nhận được thực sự rất là cảm xúc. Là vì nó có những cái nó rất là mới lạ và nó mang lại một sự sang trọng nhất định. Thì em cũng muốn hỏi là thế thì như thế nào thì sẽ được tặng quà như thế này và có bao nhiêu suất quà như thế này? Đặc biệt cái sản phẩm này á, nó không phải là nằm trong sản phẩm giới hạn của C kết hợp với XA21. Nó chỉ có 30 hộp trên thị trường thôi và nó không dùng cho mục đích thương mại, tức là không bán. Có nghĩa là cái này là không bán. Không bán. Và nó vô giá. 30 hộp. Cho nên có nhiều người hỏi anh là cái hộp này bao nhiêu tiền, anh không biết trả tiền, anh không có thể định giá cho nó được tại đây là món quà. Em đang định hỏi anh là cái này bao tiền. Thôi. Cho nên là thôi cái này vô giá, cho nên là em để cho em hiểu là cái món quà này dành tặng cho Hoàng Đức là một món quà rất là có giá trị tâm huyết nha. Nhưng mình... mà vì sao em lại được tặng, em bất ngờ. Là cơ bản á, là những cái món quà này á, nó sẽ dành cho những nhân vật quan trọng hoặc là những nhân vật kiểu cao cấp, những người có tầm ảnh hưởng trong cái giới kinh doanh Việt Nam. Đấy. Cho nên là anh thấy là trong cái em cũng là một người, cái networking của em rất là tốt. Rất là cảm ơn anh Khang. Thì anh nghĩ đây là cái món quà nó sẽ phù hợp. Tại vì cơ bản là anh coi vlog của em cũng review nhà triệu đô, siêu du thuyền. Thì bây giờ anh cũng có cái hộp bánh tạm gọi là siêu hộp bánh Trung thu đi. Siêu bánh Trung thu. Siêu bánh Trung thu. Siêu bánh Trung thu. Đấy. Có cả siêu rượu ở trong nữa. Đúng rồi. Như em cũng biết thì đúng là cái giai đoạn này chúng ta cũng đang trải qua một cái giai đoạn khó khăn trong một năm. Những mối quan hệ thân thiết, mật thiết giữa anh em, bằng hữu, bạn bè, đối tác nó bị xa cách ra. Thì cho nên hiểu được cái điều đó thì Johnny Walker and Son XA21 cùng với C Lounge mới collab sản phẩm này với mục đích là gửi đến cái tấm lòng, cái sự chân quý mà cả hai brand dành tặng cho các anh em, bằng hữu và đối tác của mình. Đó, và cái chiếc hộp này nó cũng mang cái tên của nó là Thái Hòa Nguyệt Môn, cho nên nó cũng là một cái thông điệp muốn dành tặng cho tất cả các đối tác, các bằng hữu, là chúc cho mọi cái điềm lành tốt đẹp sẽ đến với tất cả mọi người trong cái dịp Trung thu sắp tới.
giá quá, hay quá. Rất là hân hạnh hôm nay lại được nhận một cái món quà hay như thế này, ý nghĩa như thế này. Ok, em nghĩ là đến bây giờ thì chắc là cho phép em mở thử xem là bên trong của cái hộp bánh này như nào đi nhá. Ok. Chứ không là cũng nhận được quà là cũng chỉ mong được mở xem là trong như nào. Đó. Wow. Ai chà. Khi em mở ra thì anh cũng có một cái giải thích cho nó. Cái tuyệt tác này á, nó sẽ là cái điểm giao thoa giữa văn hóa của hoàng gia của giữa Đông và Tây. Nhìn những cái hình ảnh này là em cảm giác giống như kiểu là cái chai rượu này nó giống như kiểu ngai vàng của vị vua ở giữa. Thì đúng đúng, anh giải thích thêm là quanh là rồng phượng. Đúng rồi. Thì em cái nhìn cái shape hộp em có cảm thấy là đó là một cái kinh thành. Nó như một cái cổng thành to lớn, kinh thành Huế. Và khi mở cổng thành ra, đối với cái phiên bản gốc của bên anh á, nó sẽ có một cái sân khấu nhã nhạc của đình Huế. Đó là phiên bản của mà... gốc của Si. Tuy nhiên với cái phiên bản Johnny Walker & Son XK21 này á, phiên bản đặc biệt này thì mình có thể tưởng tượng chai rượu giống như là một vị vua. Một vị vua ở giữa cái đại nội này rất là hoành tráng. Và phía sau đó là có một cái biểu tượng bất tử của con Phượng Hoàng vừa quyền lực được rỡ. Phượng Hoàng thì thường hay tượng trưng cho quyền lực và cả may mắn nữa. Đúng rồi, điềm lành may mắn. Thế là ở đây là tổng cộng đấy là có một chai XA21 và 8 cái bánh trung thu ở hai bên này. À không, chỉ có 6 vị bánh thôi. Chỉ có 6 vị bánh nhưng ở đây rõ ràng là em thấy có 8 ngăn. Thì hai cái ngăn còn lại là anh tặng voucher ở Si hay là có kim cương vàng bạc châu báu gì ở xung quanh không? Hai cái ngăn đó thì anh làm mục đích là để đựng một cái brochure và một cái thư chúc. Còn nếu mà em về nhà em lấy hai cái đó ra, em bỏ kim cương ngọc sàng hay đồng hồ của em vào đó em tặng cho đối tác thì cũng không sao, không có vấn đề gì hết. Cũng được. Thế em phải khám phá một chút xem. Đây các bạn, đây là phía bên trong của cái hộp bánh này. Đấy. Có tất cả đây là 6 cái hộp bánh giống như thế này. Rồi, tôi sẽ mở thử khám phá này. Cái màu sắc ở đây em cảm giác nó có những cái sự phối trộn giữa cái màu sắc, nó mang hơi hướng hiện đại hơn. Thời đại hơn. Ở trong cái quyển catalog này là có tất cả những cái thông tin về cái chai John Walker & Son XK21 và cả các cái vị bánh. Ở đây là tôi có thấy là có vị cà phê phô mai dừa, lava trứng chảy, lê gừng ủ đường và táo quế đường đỏ, toàn là những cái vị độc lạ. Ngoài ra thì vẫn không thể thiếu được thập cẩm truyền thống và sầu riêng trứng muối. Đấy là không chỉ là hình thức mà cái chất lượng của bánh ở bên trong có vẻ cũng là một cái điều mà em cũng rất là muốn thử. Một tí nữa mình sẽ ăn thử, mình sẽ cắt. Em kiểu gì thử. Là hôm nay cũng phải ăn thử rồi. Thậm chí là phải thử cả cái cảm giác mà uống rượu whisky và ăn bánh trung thu. Thực tế là em cũng chưa thử cái cảm giác đấy bao giờ cả. Thì một chút nữa anh nghĩ là đây là một cái điều mà anh em mình phải thử. Chính bản thân anh á, khi cái hộp bánh này vừa về, khi chế độ này về, anh cũng chưa được trải nghiệm luôn. Đây là cái gì, lần đầu tiên anh được trải nghiệm cùng với Đức. Thế thì không có lý do gì mà hôm nay lại không thử những cái đấy cả. Thì em nghĩ là với một cái vẻ ngoài lộng lẫy giống như thế này thì càng nâng tầm cái vẻ thượng lưu dành, và nó rất là phù hợp dành tặng tới cho những cái khách hàng đối tác quan trọng. Song hành ở đấy thì có những cái biểu tượng Phượng Hoàng này, rồi những cái biểu tượng phù vân, những cái biểu tượng rất là cao quý cho sự phú quý cũng như là sự may mắn. Thì một món quà thực sự rất là ý nghĩa. Đối với cá nhân em thì em cảm giác thấy như thế. Đúng rồi. Thì món quà này nó như là cái thay lời muốn nói tất cả những cái tấm lòng của người tặng cho cái người bằng hữu của mình hay người đối tác của mình. Nó thay lời cho mình. Thì không biết là các bạn thấy như thế nào về cái món quà này, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Tôi cho phép em là bóc một hai cái bánh ở đây xong anh em mình thưởng thức luôn cái chai rượu này. Em thấy được quà anh tặng, mời anh thưởng thức cùng em luôn. Thôi không, cái hộp này anh đã tặng em rồi thì em cứ cầm y nguyên cái hộp này
về nhà. Nhưng mà em đang muốn ăn bánh. Thì không anh có rượu. Chuẩn bị bánh với rượu riêng rồi. À, thích hay quá thế. Mình là lao mà em, lúc nào cũng có bánh rượu sẵn. Thế thì ok, thế thì em sẽ muốn thử thưởng thức cái vị bánh trung thu của Si cùng với chai whisky XA21 xem là thử như nào để review chi tiết luôn cho quý vị khán giả. Ok. Dạ, để em sẽ để hộp bánh ra đây nhé. Ok ok. Cái này nhiều khi phải có người phụ đấy em ạ. Nó cũng nặng. Đẹp quá. Đẹp quá các bạn ạ. Màu sắc rất là đẹp. Đây rồi. À, đúng là ở Lào có khác, không có gì ngoài rượu. Ui. Anh còn chú đáo chuẩn bị cả 6 cái loại vị khác nhau như này. Thế là hôm nay là phải ăn hết tất cả, không say không về anh. Không biết là quý vị và các bạn đã có ai từng thử uống rượu và mồi theo cái hình thức này chưa? Đấy, hôm nay thì tôi cũng rất là nóng lòng muốn thử trải nghiệm. Thực sự ở đây là một cái trải nghiệm mới đối với cá nhân của em. Thì riêng về cái chai rượu Johnnie Walker & Son XA21 này thì nó có một cái công thức rất là đặc biệt từ những loại whisky 21 năm tuổi và được chế tác từ một cái công thức viết tay của ngài Alexander Walker đệ nhị. Ở đây là chai Johnnie Walker & Son này là một chai blended whisky 21 năm tuổi, có nồng độ cồn là 40 độ. Ok. Ta sẽ thử thôi, nhờ anh ông bóc. Cái chai này của anh, nhờ anh bóc tem. Chai này về em bóc tem xong. Chai này mình bóc tem ở nhà em. Dạ. Khi nào anh sang nhà em thì anh em mình bóc tem với anh. Nhà em còn rất nhiều các chai khác nữa. Em ngửi trước đi. Wow. Hương vị rất là thơm, tuyệt vời. Có rõ những cái mùi hương của hoa quả, cảm nhận được rất là dịu và thanh mát. Đấy là về phần ngửi thôi đã, còn một lát nữa thưởng thức thử thì sẽ cảm nhận sau. Ok. Thì đối với một người đã thưởng thức rất là nhiều loại rượu thì hôm nay anh muốn Hoàng Đức chia sẻ về cái flavor này của cái X21. Chia chứ đã. Thực sự là đối với một chai whisky blended thì cái mùi hương mà chai X21 này mang lại nó rất là dễ chịu. Nó cũng không bị quá bị nồng. Vâng. Nghe nói là cái mùi hương nó vừa phải và đúng là để cho một cái cho sự trải nghiệm nhâm nhi thưởng thức đấy. Anh có một cái cảm nhận là đầu vào đó rất là ngọt. Đúng rồi, em cũng thế, em cảm nhận được có những cái vị hoa quả tươi mới như hương cam quýt và đấy. Có một cái vị khói rất là nhẹ. Khi mình thưởng thức thì có một cái vị khói nồng lên mũi rất là nhẹ. Uống rất là thích, anh cảm thấy là rất là thích. Về phía sau nữa thì hậu vị em còn thấy có cả những cái vị của vani rất là ngọt ngào nữa. Rất là hay. Thực sự là với một chai whisky như thế này thì nữa đi anh. Không biết nói gì hơn là lại phải thưởng thức tiếp. Rất là tuyệt vời ạ. Bây giờ thì em muốn thử thưởng thức nó với cả những cái chiếc bánh trung thu của Si ở đây cơ. Khi mình có cái vị cay cay đồng nồng của rượu, mình ăn một miếng bánh trung thu vào ngọt ngọt vào á thì nó sẽ trung hòa được cái vị trong miệng mình. Anh nghĩ là theo anh cảm nhận như thế. Tôi cũng không biết là nhìn như này, cũng không biết là bên trong là vị gì, nhưng nhìn đây là vị thập cẩm này. Còn cái màu nâu này là cà phê phô mai dừa. Oh, đúng cái màu brown coffee. Màu đen này là lava trứng chảy. Cái vị này, của em là táo quế đường đỏ. Đây là lê gừng ủ đường. Em sẽ thử với táo quế đường đỏ này đi. Anh thử đi anh. Ok. Anh dùng thử kết hợp với whisky xem. Anh sẽ ăn cái thập cẩm. Cái vị của cái bánh táo quế này ấy, thì nó không bị quá ngọt, không bị ngọt. Thực sự là nó rất là dễ ăn. Với cá nhân em.
sau ngày hôm nay thì em đang nghĩ đến cái vấn đề là khéo phải đi đập hộp bánh trung thu nhiều hơn. Vì cái cảm giác mà vừa đập hộp lại vừa được ăn như thế này rất là ngon đấy. Thêm một việc là mình ngồi ở một cái không gian sang trọng như ở Si, vừa ăn bánh trung thu vừa thưởng thức Johnny Walk and Sunny Day 21. Nó là một cái trải nghiệm rất là hay. Chắc là cũng lần đầu tiên em có hay sao ấy. Là vì bình thường qua Si là cứ ngồi nghe nhạc rồi uống rượu, uống whisky và ngồi với bạn bè. Và thực sự là trong những cái khoảng thời gian giống như thế này thì chúng ta lại có những cái trải nghiệm nó độc lạ hơn. Cái vị rượu và cái vị bánh này nó khi mà nó hòa quyện lại với nhau nó tạo ra một cảm giác thưởng thức rất là đặc biệt. Em đang phải nghĩ đến những cái từ ngữ để có thể miêu tả được rõ hơn cái vị giác của em lúc này tới cho quý vị khán giả. Bởi vì thực sự là nó là một cái trải nghiệm nếu mà nói dễ dàng là rất là thú vị. Lần đầu tiên em thử thưởng thức như thế này. Vì các bạn hãy cảm nhận là cái vị ngọt dịu của những cái chiếc bánh trung thu kết hợp với một chút cay nồng và những cái mùi thơm đặc trưng của rượu whisky thì nó mang lại cho cái vị giác của chúng ta một cái sự tổng hợp mà nó rất là hài hòa với nhau. Cũng thực sự là nếu để dùng từ ngữ thì không thể nói lên được. Khó, không chỉ không, có không thể trải nói nghiệm được. Thật sự trải nghiệm bằng vị giác thì chúng ta mới có thể cảm nhận được là cái sự hòa hợp, cái sự match này của nhau nó của hai cái sản phẩm này nó sẽ như thế nào. Thực sự đây là một cái sự kết hợp giữa Đông Tây rất là thú vị. Tôi nghĩ là bình thường thông thường ấy thì chúng ta hay quen với việc là sử dụng bánh trung thu có thể là uống với nước trà. Trà. Uống với trà thì các bạn hãy thử một lần uống với rượu whisky xem là nó như thế nào. Đấy. Thì với cá nhân tôi thì tôi thực sự rất là thích những cái trải nghiệm như thế này, và khi mà uống whisky như thế này thì cái câu chuyện của chúng ta giữa những người đối tác bạn bè nó có thể nó sẽ có nhiều những cái tuôn trào. Nó tuôn trào ra. Đúng ý tưởng rồi, nó hay trào, hơn ý tưởng nó hay hơn. Nhiều lúc uống trà thì nó sẽ có những cái hay riêng của nó, nhưng mà uống whisky nó lại có những cái cảm xúc nó thăng hoa hơn dưới một góc độ khác. Thì đây là cũng đúng như cái slogan của cái sản phẩm này, Thái Hòa Việt Môn, nó có cái slogan rất là hay là đỉnh cao chế tác trân quý tặng thâm giao. Đó là cái slogan mà anh cảm thấy rất là phù hợp cho cái sản phẩm này. Đấy. Thực sự là đấy cũng là một cái lý do mà em cũng rất là muốn làm khách hàng thân quen trung thành của Si là vì thế, bởi vì luôn nhận thấy được có những cái sự sáng tạo và những cái mà mọi người rất là tâm huyết vào trong từng các sản phẩm. Rất là cảm ơn anh Khang và cảm ơn Si cũng như là Johnny Walker vì những món quà rất là tuyệt vời. Thực ra là phải cảm ơn Diageo chứ đúng không anh nhỉ? Đây, Diageo. Diageo thì đúng hơn. Đấy, vì Johnny Walker cũng là một sản phẩm mà trong cái hệ sinh thái của Diageo. Đúng rồi. Hôm nay quả thực là một cái trải nghiệm hết sức là tuyệt vời, mới lạ, độc lạ và thú vị. Thì không biết là quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào thì quý vị và các bạn hãy comment xuống phía dưới xem là có thể các bạn thử uống một chai whisky của mình và kết hợp với bánh trung thu xem là cái cảm giác như thế nào. Và nhớ comment cái cảm nhận của mình vào cái clip này bên dưới. Vâng, để cho Khang và cũng như là Hoàng Đức có thể hiểu được là chúng ta có cái điểm chạm gì với nhau hay không như là cái sản phẩm này. Vâng, rất là cảm ơn anh Khang, rất là cảm ơn anh Khang vì một món quà rất là tuyệt vời của ngày hôm nay. Cũng rất là mong là chúng ta sẽ sớm vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Cảm ơn Đức. Dạ, và xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một số gần nhất khi mà tôi có thể review được tiếp theo. Không biết là sắp tới đây thì có bị phong tỏa hay như nào không nữa. Vâng, xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và chúc các bạn có một mùa trung thu vui vẻ bên gia đình và người thân cũng như là những người bạn chân quý của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.